Tôi nói cái sơ vữa động mạch đó, thì cái mà hiện nay mà chính của cái cột sống cổ á là cái sơ vữa động mạch là nhiều nhất. À, và như vậy á là ở đây á, mình nhìn thấy nè, là khi mà cái sơ vữa động mạch này cũng do cái mạch máu cũng ở cái cột sống cổ cũng bị chèn cũng do cái đó. Do đó là mình thấy là nếu mà động mạch bình thường thì nó không có gì đó. Còn này là tổn thương chút xíu nè, cái này nặng hơn nha, cái này là đáng kể rồi. Mà thông thường á, có nhiều người bị sơ vữa động mạch á là họ tắc luôn từ 70%, 80%, 90%. À, rồi thậm chí có người tắc hoàn toàn. Mà khi mà tắc hoàn toàn á thì y khoa người ta sẽ can thiệp bằng cách gì? Là mổ và nối cái ống lên trên não chứ bị là thiếu máu não. À, và hãy mà càng về lớn tuổi thì cái dấu hiệu sơ vữa động mạch nó gây một cái thiếu máu não càng trầm trọng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ cái chỗ này, cái cột sống cổ mình á là cũng như cột sống lưng đều giống nhau với chỗ này. Nếu một cái địa điểm bình thường người ta thấy đây ha, nhưng mà bị thoái quá nè, rồi bị lôi địa điểm nè, rồi bị thoát vị địa điểm nè, rồi bị hẹp địa điểm nè, và những cái thoái quá địa điểm kèm dưới cái hình thành của xương á thì nó làm cho cái cột sống cổ bị chích đẹp lại. Và chính vì cái đẹp đó nó chặn làm cho dây thần kinh bị chèn và nó làm cho cái động mạch mà lên cái cổ á, nó bị co lại, nó thiếu. À, hai cái mà động mạch cảnh của mình á, thì nó lên hai cái bánh cầu não trái phải, nhưng mà ở ngoài sau đây á, là nguy hiểm hơn chỗ gì là nó lên luôn cái nó gọi là hành thủy modulan gutan. À, mà khi mà bị ở đây rồi bị tiểu não đó, thành ra là những cái người mà bị ở đây á, thì có một dấu hiệu rất là rõ, rung tay. Ngoài cái chuyện tay còn rung tay, cho nên có nhiều người á, mọi người nó không biết tại sao cái tay tôi rung vậy, cầm cái điện thoại nó rung vậy. Thì khi rung vậy đó là mình chỉnh cái cột sống cổ xong, ủa hết rung rồi. Thành ra là phải chú ý nó. Thành ra là thí dụ như cái bệnh kinh sinh á thì cái rung tay của nó khác cái rung tay của một cái chàng cột sống cổ. Cái bệnh kinh sinh á thì nó rung tay ở hai tay, nhưng mà đặc biệt của người bạc kinh sinh đó là tối đi ngủ á thì người ta không rung, nhưng mà người mà bị chèn cột sống cổ á mà bị rung tay á thì tối ngủ á cái tay tự nhiên giật, thì cái giật đó là do chèn cột sống cổ. Còn cái bạc kinh sinh thì không có dấu hiệu đó. Bạc kinh sinh là khi mà tối nằm xuống á thì để cái tay xuống á thì nên rung. Một cái nữa là cái bạc kinh sinh mà để khi mà mình đến một người có nhiều khi chưa có dấu hiệu rõ ràng ha. Còn mấy người chơi đó là mình thấy tay không rung nhiều nhưng mà đi nè. Mọi người thấy không? Đi nè. À, họ bước cái chuyện dạng được. Cái thứ hai nữa là khi mình kêu một người bị mà nghi ngờ cái sinh á, mình kêu nó ngồi xếp vậy, mình kêu nó đứng dậy, thì nó đứng dậy á. Họ lui ra vậy là biết đó là cái sinh á. Còn người mà không bị bệnh cái sinh á, thì ngồi xuống đứng dậy, họ tính queo, không có vấn đề gì. Nên thành ra mình phải có một sự phân biệt giữa cái rung tay mà do bạc kinh sinh, một cái rung tay do chèn cái cột sống cổ, thì còn do chấn thương hay sơ vữa động mạch cái đó cũng có thời gian. Rồi mình nhìn đây nè ha, là thiếu máu dẫn đến thoái hóa cột sống, thì cái cột sống cổ này vẫn có bị dấu hiệu thiếu máu mà là gây cái thoái hóa cột sống. Và một cái nữa là ngủ sai tư thế, nãy tôi nói ngồi sai tư thế rồi bệnh nghề nghiệp khuôn chất nặng. Mọi người biết đó, bây giờ cái quy định của bên Mỹ nó rất cao hơn bên mấy nước châu Âu, là một cái thùng đồ á thì nó chỉ cho được bao nhiêu, 2 mạng ký thôi, thùng đồ á là 50 bao. Trong khi đó ở châu Âu á thì nó cho không quá 30 ký, tức là 25-26 ký thì được, mà 30 là không cho. Còn ở Sài Gòn á là tôi biết ở miền Bắc á, là ở quận Tư mà nó khiêng bao gạo á là bao gạo chỉ xanh biết bao nhiêu ký không? 100 kg. Những người làm cái đó đều bị tổn thương, bị bệnh hết, không có người nào mà thoát khỏi. Do đó là cái cột sống cổ của mình rồi nó bị dính, thì khi mà dính cái bệnh này rồi thì cổ bị thì vai bị, vai bị thì lưng bị, lưng bị thì gối bị, nó cả một cái sự dây chuyền luôn như vậy. Cho nên cái cô kia có nói là cổ bị cái cò cái lưng thì chắc chắn cổ bị, vì nó là cái dây chuyền, nó đều bị tổn thương là tổn thương chung hết. Cho nên sẽ có những cái cơ vân mà nó ảnh hưởng từ cổ xuống tới lưng luôn.
Chứ tại sao người ta nói tôi đang bị đau lưng mà nó chỉnh cái cổ chút xíu cái lưng thế nào? Là tại vì cái cơ vân nó có một cái cơ từ thắng lưng ấy, là từ trên nó chạy xuống. Rồi bây giờ chẩn đoán theo cái khoa học ấy, thì nó có một cái rất là đơn giản. Mọi người vô bệnh viện thì nó gọi là gì? Siêu âm mạch máu. Và siêu âm mạch máu ấy, thì cái này ấy là nó làm rất nhanh. Bởi vì siêu âm mạch máu là nó sẽ biết cái động mạch chẳng mình, nó coi luôn, nó có màn hình để cho mình coi luôn là cái mạch máu mình có bị tắc hay không, và nó cho mình biết luôn cái động mạch cổ mình có bị hay không. Nhưng mà mình ấy, thì có thể chẩn đoán sơ bộ về mặt ở trên của mình á, là động mạch cổ được, nhưng mà động mạch chẳng được, nhưng mà động mạch cổ mình không thấy, mình không sợ được. Thì cái động mạch cổ bắt buộc là phải có cái siêu âm động mạch máu thì mới biết được. Nhưng mà thôi, thấy không? Đi vô tương đó mất công cực lắm, ở đây mình chơi cái là được rồi, đúng không? Và cái nữa là bây giờ cái kiểm tra động mạch chẳng, thì kiểm tra động mạch chẳng thì ai cũng có thể kiểm tra được, ở đây học hết rồi đúng không? Thì bây giờ cái động mạch chẳng là nhớ nha, là khi mình coi á, thì động mạch chẳng á, là nó nằm giữa cái cương đồng trực và cái xương hàm. Khi mình đặt cái tay vô á, mà nếu như mà động mạch chẳng á, mà nó bị vấn đề á, thì mình để vô. Nhưng mà để vô không được, để cùng một lúc hai ngón cái ở hai động mạch chẳng, nhưng mà nắm giữ được, tại vì nó tắc máu sao? Tắc máu lên thế nào sao? Cho khám đây xong rồi bắt đầu khám đây. Không có bao giờ một lúc mà khám hai động mạch chẳng cùng một lúc. Nắm được chưa? Rồi, và như vậy á, là để mà xác định được cái động mạch chẳng đó tắc hay không tắc, mạnh hay không mạnh, yếu hay không yếu, thì mình phải làm gì? So sánh giữa hai cái động mạch hai bên mình đo đây trước rồi mình đo đây. Nhưng mà cái đó là mình làm cho mình, nhưng mà mình làm cho mình chưa đủ, mình làm cho người khác nữa, thì cái người khác là người đối diện kế bên mình đo như đó cho mình. Và về nhà là chịu khó là tìm mấy đứa mà trẻ đó, bởi vì thanh niên á thì động mạch chẳng không có nào bị tắc, có mình là già rồi bắt đầu bị tắc thôi, chứ còn trẻ không bị. Cho nên mình sờ cái động mạch chẳng của những đứa trẻ rồi so sánh động mạch chẳng của mình rồi của ông bà mình, thì lúc đó mọi người sẽ có cái kinh nghiệm về chẩn đoán động mạch chẳng. Ok, đây rồi mọi người sẽ thấy hình ảnh này đó, tức là khi mà mình thoái quá đốt sống cổ sẽ dẫn đến cả cái cuộc sống lưng. Cho nên là cái này nó liên quan nhau, mà liên quan nhau là nó bị gì ấy, mọi người biết đó là vì sao cuộc sống lưng mình á, là cái hệ thống cơ vân nó bắt từ cái đầu ở trên mà C1 chạy dài xuống dưới đây, nhưng mà nó còn có cả một cái hệ thống thần kinh đó, đó là thần kinh tự động, thần kinh thực vật ấy. Rồi nó cũng liên kết với nhau và nó làm ảnh hưởng. Do đó là khi mà mình bị bệnh ở cuộc sống thì nó ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng mình, mà nó ảnh hưởng luôn cả cái hệ thống thực vật của mình luôn nè. Mà hệ thống thực vật của mình á, thì nó gồm có cái hệ giao cảm và đối giao cảm. Cho nên á, là có những cái trường hợp, cái này là nó hơi đi chuyên sâu một xíu, là có những cái trường hợp bệnh nhân á, là nửa người bên nóng, nửa người bên lạnh, nửa người ra mồ hôi, nửa người không ra mồ hôi, thì mấy cái đó là tôi sẽ nói sau những cái lúc mà chuyên môn. Còn bây giờ để chú ý cái phần hậu quả, thối quá đốt sống cổ sẽ ảnh hưởng đến khu vực liên quan. Cái điều này cực kỳ quan trọng, mọi người có thể chụp cái mình lại để mà mình làm cái tư liệu cho mọi người á. Rồi mọi người nhìn rất là rõ, tức là khi mà mình bị C1, C4 tới C7 thì nếu như mà bị C1 á thì mình thấy không, là mấy người mình đang hút cao cái tay mà đang hút, hoặc là C7 thì nó cứ ngón gì, ngón áp út, ngón giữa vàng hay ngón trỏ tê đó, thì mình biết là bị ở C7. Và C7 rồi còn C6 ở đây, còn C5 ở đây, thì mình lúc đó mình thấy là những người bị đốt sống cổ á thì họ có đau nhiều điểm ở trên cơ thể, và những cái điểm đó là thể hiện của cái đốt sống cổ đã bị tổn thương. Thì trong cái lớp mà có thể ngày mai là bắt đầu hướng dẫn cho mọi người, mình sẽ kéo cái cổ, và khi nào mình kéo cái C4, C5, tại vì cái C4, C5 là bị nhiều nhất. Rồi mình khi mà bị C1 á, tức là nó bị tê cái ngón út này đó, thì mình phải biết kéo cái C1, C2. Cho nó tại sao á, là mình học á, là mình thấy là trên video clip được thấy dễ quá không? Nhưng mà không phải, nó là một cái thủ tục. Khi mình kéo ra cái á, thì tự nhiên á, là cái ngón tay hết tê tê liền, ngón út hết tê liền. Còn mình làm không biết, mình kéo hoài sao không thấy bớt. Nhưng mà khi biết là cái cách mà điều chỉnh cái đốt sống nào thì lúc đó cái triệu chứng đó nó mới biến mất. Nhưng mà cái kéo về C4, C5 là dễ nhất, nhưng mà
mà khó nhất là C1C2. Tại C1C2 sao biết không? Nó nằm tốt lên mút lên. Và cái chỗ nó nằm kế ngay cái hộp sọ đó. Cho nên đó, là cái chuyện điều chỉnh nó sẽ khó hơn. Ok. Và cái xử lý thông thường từ trước tới nay á, thì để tôi nói cho mọi người nghe cái điều này. Tức là cái mà kinh điển nhất á, là hồi xưa là chơi cái này. Đó gọi là phương pháp treo cổ mà tất cả những cái bệnh viện mà vật lý trị liệu xưa nay cũng hay dùng cái này. Thì cái này giờ nó bán ngoài chợ chừng 700-800 ngàn triệu bạc nè. Thì cái này á, là nó tính cái tỷ lệ cơ thể mình nó là 10%, ví dụ 80 kg thì mình sử dụng cái sức nặng 8 kg để kéo cổ. Nhưng mà cái đó thực ra không có chuẩn. Tại cái sự tổn thương của cuộc sống cổ của mình á, thì mình biết cái cơ thể mình biết, chứ còn cái tỷ lệ hồi xưa nó sử dụng chung vậy là đâu có phải lúc nào đúng đâu. Do đó khi sử dụng cái cột sống cổ á, là mà kéo cái này á, thì nó cũng hơi có cái bất tiện. Và cái bất tiện nhất là gì phải không? Là gì á, tôi còn nhớ cái đai cổ này xưa tôi bị cứ vô trong á, người nào cũng có chuyện trong á, đâu có cái đai. Người ta phải lai lai cái này, thằng nào cũng đúc vô, đúc vô. Bà già mố miệng đúc vô. Rồi ông nào cũng đúc vô. Cho nên là cái này từ xưa rồi, tạo gì bỏ qua bên đi. Rồi cái thứ hai là mô đen đó. Còn cái mà hiện nay bệnh viện sử dụng nhiều nhất là nó dùng cái trục, nó quay ra nó kéo. Nhưng mà cái này không có chuẩn lắm. Thì tôi có cái ông bạn, ông bị cái cột sống lưng, nó kém sao biết về tao luôn, tao nặng hơn. Rồi sau cuối cùng phải đến mình làm thủ công mà nó ổn định trở lại. Do đó là cái mức độ mà điều trị ấy, mà cái người mà có kinh nghiệm và cái thủ công ấy, tuy vậy nhưng mà nó cực kỳ quan trọng, mình có thể làm ok. Và cuối cùng ấy, tôi vẫn khuyên mọi người là nên ra 160 Tây Sơn mua cái đai cổ này là hay nhất. Là vì sao? Vì khi mà mình dùng cái đai cổ này mình bơm lên ấy, thì nó có 3 nút, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, mình bơm màu xanh thôi. Và khi lên màu tới màu xanh xong ấy, mình thấy dễ chịu, ok. Còn có thể là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là mình nâng thêm chút xíu nữa. Nhưng mà nếu như mà khi mình nâng lên mình có cảm giác hơi buồn nôn thì là biết là hơi quá lố này. Mình có cái đồ xịt, mình xẻ ra chút xíu, giống như đồ của xe đạp vậy. Mình xả vô cái, nó xẹp xuống, ta lại vừa đủ miếng là ok rồi. Đồng ý không? Và bây giờ đến cái phần mà cái bằng cực kỳ quan trọng nhất của thậm chí liên tâm, cái đó là phương pháp mà chuẩn nhất. Thì bây giờ đến cái phần thứ nhất ấy, trong cái này tôi muốn nói cái lớp này ha, chúng ta phải tôn trọng cái vấn đề mà chuẩn quá về vấn đề mà ăn uống và điều chỉnh. Hồi nãy tôi nói rồi đó, những người mà mình điều chỉnh cột sống cổ, điều chỉnh cột sống gối, rồi điều chỉnh lưng rồi cổ được các thứ ấy, mà chúng ta thấy vẫn còn bị sưng, còn bị đau và kéo dài, mà mình đã làm hết mọi cái mà không hết, thì cái phần cuối cùng mình biết rằng đó là do thừa axit uric hay là axit trong cái máu mình. Do đó là cái mà chuẩn nhất vẫn phải là nhịn đói. Ok chưa? Và cái nhịn đói đây là tại sao biết không? Tại vì cái tuổi mình á, mà bắt đầu từ 60, 50, 60 trở lên là bắt đầu có dấu hiệu của siêu vi động mạch hết rồi, của vấn đề máu mẹ rồi, mà muốn cho nó chuẩn lại chỉ có nhịn đói thì nó cái này mới cân bằng lại được. Và khi mà mọi người thực hiện cái này xong á, thì chỉ trong vòng 5 tháng 6 tháng mọi người đi thử, máu trở lại, cholesterol máu trở lại bình thường liền. Thế thì như vậy là nhịn đói là cách nào, thế nào là cho đúng em? Thì mọi người biết rồi, cái phương pháp nhịn đói của cảm xạ có từ trước nay 20 năm rồi, đúng không? Nhưng mà nhiều cách để nhịn đói lắm, nhưng mà ở đây chúng ta có một cái nhịn đói là 20 giờ tối bắt đầu nhịn cho tới 12 giờ trưa. Ở đây ai làm rồi? Giơ tay lên. À được, giờ là đây học trò, như người nào mà đã nhịn đói thì cho điểm cao. Và như vậy là tại sao chúng ta phải nhịn đói? Bây giờ phải nắm được cái cơ chế của nó. Bởi vì mình làm mà cái gì mà không có giải thích cụ thể là không được. Thì mọi người có nghe cái câu chuyện mà nhịn ăn buổi sáng ấy, là ở trong truyền thanh, trong cái đài nào biết số 14 hay sao, chứ không phải là bài số 1, là có nói cái chuyện mà nhịn đói buổi sáng ấy, là gì? Sáng là ăn cho mình, trưa là ăn cho bạn, còn tối thì ăn cho kẻ thù. Thế thì như vậy á,
Rồi khi mà cái đài truyền hình đó, nó nói cái gì phải không? Nó nói là có một cái bệnh nhân, tôi còn nhớ bệnh nhân người Trung Quốc là nhịn ăn 15 ngày, 15 năm, 15 nhịn ăn sáng 15 năm bị sạn mặt, và khi mổ ra đấy nóng sạn bự vậy. Thấy không? Mà làm như ta ngu vậy. Mà tôi có chút xíu đây nó lên trên đóng sạn giống như bò vậy. Thấy không? Mà nó gạt dân chúng như bằng cách là thể lên cái đó. Thấy không? Tôi nói về đại sư tôi là chuyên môn mổ mật. Tôi đâu có thấy đóng mật mà mình sạn bự dữ vậy. Thấy không? Mà nó là một đống vậy đó. Thế thì như vậy tôi nói không nên nghe cái truyền thông bị nó láo. Thấy không? Nó láo là sao biết? Tại vì á, nếu như trong trường hợp mà ở bên Trung Quốc á, nó nhịn ăn á, là 1 tỷ người nó chết con thằng không thua mẹ vậy. Về mặt khoa học không có giá trị gì để mà đem lên để nói. Có một người mà bị sạn mật 15 năm mới bị chết con người, về Việt Nam coi. Một ngày 24 người đi ra khỏi nhà không thể về, bị tai nạn chứ không. Thấy chưa? Cho nên á, là cái chuyện đó là không có giá trị gì. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất của mình đây nè là các bác sĩ mà gì đó dưỡng dinh dưỡng vậy đó thì học giống như con vẹt vậy đó, thấy ta nói sao mình nói lại nói vậy đó, mà tưởng mình hay ai giờ ngu không biết, nó nói như con vẹt vậy đó. Là gì, tại sao mà tôi lên trên mạng, tôi lên Google, tôi mở, tôi trời ơi sao bác sĩ mình đây nhiều thằng ngu vậy, biết tức ghê lắm. Tại vì phải không, ở bên Tây ai ăn sáng đâu, bên Tây có thằng nào ăn sáng cho mình đâu. Bên đây á, tôi mà thức dậy á là tôi ăn nhiều nhất đó nha. Nè, là tôi kể cái chuyện ăn của tôi nè, là một miếng bơ, một miếng con phi chuyên đưa mật ăn gì đó, con phi chuyên trái cây á, với miếng mì nhỏ nhỏ, rồi chơi một cái tô sữa rồi đi học, đâu ăn gì đó. Bữa ăn chính là buổi trưa. Rồi có nhiều người á là họ thức dậy là hổ có ly cà phê đi làm tới trưa không ăn. Cái gì cả một cái thế giới như vậy mà bây giờ mình đi, tôi hay nói là thông đồng mấy bác sĩ ở đây là thông đồng với mấy cái mẹ bán phở hủ tiếu á, mấy cháu lòng á, rồi mình kêu ăn buổi sáng có ai ăn cho mình không. Bây giờ mấy ông này con nào sáng mà dọn ra một đống thịt cá không, đâu có đâu. Đấy, nhưng mà mình đây có thói quen hủ tiếu phở thôi, nhưng mà cái đó không phải là bơm chích, cho nên là nhịn ăn đi. Cho nên khi mà tôi đi qua tới đất sinh đọt là có một cái học trò tôi á, một ngày nó chích 4 mũi insulin nặng như vậy đó. Đấy, tôi nói nhịn ăn sáng đi, nó bác sĩ kêu là sáng là phải ăn rồi chích thuốc, không có bác sĩ nào dẹp đi. Đấy, chích buổi trưa, và mọi người biết không, nó theo tôi suốt một tuần lễ nó còn có 2 mũi. Và sau đó là nó lấy cái kết quả trong vòng một tuần lễ đem lại cho bác sĩ coi, để ngay nó đo 4-5 lần đường huyết. Thì bác sĩ mới nói, ủa sao bây giờ hay vậy, mày làm gì mày uống thuốc ra bộ kết quả như vậy. Tại vì sao biết, cái đường huyết nó ổn định, cái quan trọng là ổn định chứ không phải là cái đường huyết là cao thấp ở đó. Hồi trước là nó cao rồi nó xuống nó lên, mà bởi vì mọi người biết là cái nguy hiểm của người tiểu đường là gì không, người bị tiểu đường là người thiếu đường. Người thiếu đường, cho nên cái thằng tiểu đường mà mặt mày lúc nào chóng mặt, chóng váng được. Rồi là cái đường huyết nó cứ lên rồi nó xuống thấp, nó thấp làm trà đường huyết, nó tăng lên làm huyết đường huyết cao. Cho nên đó là khi mà mình nhịn ăn, có một cái mà siêu đẳng trong cái vấn đề nhịn ăn buổi sáng này là tôi nha, là một người rất thích đường, thích muối, ăn phải cho mặn, đổ nước mắm rồi vô chấm cho nó ngon. Đường phải khổ cho ngọt. Nhưng mà từ đó giờ tôi hết rồi. Từ khi 1 năm nay là tôi không còn dùng nữa. Và bác sĩ mà cấm á, đừng. Bác sĩ cấm là cấm cái miệng của bác sĩ thôi. Có thằng nào làm theo bác sĩ đâu. Em nói đừng ăn đường nha, đừng ăn muối nha. Nhưng mà vẫn ăn đường, vẫn ăn muối thì được. Tại vì ăn đường muối nó cũng ngon lắm. Nhưng mà ăn lén á. Nhỏ nhỏ mình thèm đường, mình sữa mà cho em mình bú, mình cứ nắm mình nút cái nút đá đời để xuống hết mẹ mình sữa đó. Nhưng mà cái người cấm là không được, mà phải làm sao biết, phải để cho cái cơ thể mình phải tự ý thức và tự giác nó. Và khi mà mình thực hiện đúng cái phương pháp này rồi thì tự nhiên cơ thể mình không có thèm muối nữa, cái cơ thể mình không thèm đường nữa, thì lúc đó là nó không có nhu cầu, thì làm sao mình ăn ngọt cũng ăn được. Mọi người hiểu tôi nói chưa? Thế thì
Tại sao nó có một cái điều kỳ diệu như vậy? Là tại vì buổi tối á, mình đang ăn ha, thì từ 20 giờ cũng ăn. Nhưng mà từ 11 giờ cho đến 3 giờ sáng là giờ của gan mật nó hoạt động. Gan mật mà nó hoạt động xong á, thì nó tiêu những cái thực phẩm mà ăn trong ngày của mình á. Chứ tại sao mọi người thấy á, là ban ngày mình ăn cái bụng mình đính như thế, đồ bự to vậy á, nhưng mà tối ngủ á, sáng 5-6 giờ thức dậy thấy bụng mềm á. Đồng ý không? Nó mềm hết. Là tại vì lúc đó nó tiêu hóa hết rồi. Thì khi nó tiêu hóa hết rồi thì cái tới cái khoảng 6 giờ là mình về nguyên tắc là đúng nha, mình đi toilet. Mình đi toilet thì xả là hết rồi. Thì lúc đó bụng sạch sẽ thì bắt đầu tiếp nhận thực phẩm mới là từ 6 giờ cho tới 12 giờ trưa. Mọi người đồng ý tôi không? Tức là lúc đó là cái cơ thể mình cần tiếp nhận. Cho nên người ta nói là ăn buổi tối là kẻ thù là sao biết? Tại vì mình để cho cái bụng mình nó nhẹ, để cho cái thằng kia nó tiêu hóa chưa hết, mình đã dậy 11, 12 giờ thức dậy lục đục tủ lạnh có gì lấy ra nấu ăn nữa chết rồi. Mà tại sao á, cái giờ á mà buổi tối á là 1 giờ 12 giờ 1 giờ ăn ngon là giờ nó mật nó tiết ra, nó là kích thích làm cho mình ăn ngon thèm dữ lắm. Cho nên á là tại sao mình thèm, tại vì mình ngủ được thôi, giờ mình đã ngủ quên người nhiều lắm. Thấy chưa? Cái hay đó là nằm ở chỗ này. Rồi, như vậy, bây giờ tôi nói tiếp. Thế thì buổi sáng ấy, là từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ là bắt đầu là cơ thể mình là cần có nhu cầu ăn rồi. Nhưng mình đã có một cái quy ước thầm rồi. Tức là không quan song mang tan rồi. Tức là tôi quy ước cho tôi là giờ này tôi không ăn. Mà tại sao không ăn chi biết không? Để cho cơ thể tôi bắt đầu phải làm việc. Hồi xưa giờ mình ăn cả ngày, ăn ngày, ăn đêm, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Còn mấy Mỹ ăn cả ngày. Mọi người thấy mấy Mỹ tại sao bự mà lúc mà tôi qua quan cái thằng Mỹ, thằng nào nó bập bự, nó ăn cái gì có gì nó ăn, nó bóc ăn tối hài, nó quen rồi. Và nó nói là không cần ăn nhiều mà ăn nhiều lần trong ngày. Thì cái quan suy nghĩ đó là vậy. Thế là thằng nào đi bụng bự đó. Do đó là cái khi mà mình nhanh ăn thì tức là mình để cho mình có một cái khoảng thời gian để mà cơ thể mình nghỉ ngơi, để cho cơ thể mình tái cấu trúc lại. Mà tái cấu trúc cái gì? Tái cấu trúc cái gì? Hai cái bộ phận mà nó tái cấu trúc làm việc tốt nhất trong lúc đó. Thứ nhất là bộ phận đề kháng của cơ thể. Bởi vì là tại sao đề kháng cơ thể làm nó bây giờ nó nghĩ cái suy nghĩ là gì? Nếu như mà tao không ăn nó tao yếu đi, thì cái sức đề kháng tao yếu đi, thì cái thằng mà đề kháng nó bắt buộc nó phải ra làm việc, nó phải hoạt động, nó cái canh chừng này cho canh chừng chỗ kia bắt đầu nó hoạt động. Thì khi mà nó hoạt động giống như cái nhà mà bị cháy nhà đó, mà người ta phải lâu lâu người ta phải tập chạy lửa cho nó quen, thì cái cơ thể mình cái đề kháng cũng vậy, cũng phải làm cái lưu thường xuyên. Thành ra là nó giúp cho cái thằng đó hoạt động trở lại sau một cái thời gian làm biếng không có làm được. Cái thứ hai là một cái cơ quan cực kỳ quan trọng là đó là cơ quan dự trữ. Mọi người biết không, ở trong cái cục mà dự trữ quốc gia mình á, là về nguyên tắc của nó nha, là bữa nay anh em gạo vô nha, thì anh phải giống như mấy cái thằng mà nó để rượu vang lâu năm á, là nó để mỗi năm nó buông tống gì vô, như mà để uống cái chỗ này nè, nó mỗi năm nó uống cái này thì nó cứ đẩy vô vậy nè, cho nên nó chết rồi, thằng con nó vẫn có rượu 100 năm uống, là thấy nó đi vòng á, nó đi vòng vậy nè. Thì gạo cũng dự trữ cũng phải như vậy, tức là mỗi năm là nhà nước phải bỏ gạo dự trữ vô 100 tấn ở đây, thì phải rút 100 tấn này ra để bán, hay là làm gì không được để đây, nó mất. Cho nên mới xảy ra cái chuyện mà lúc mà miền Trung mà bão lụt ấy, cái nhà nước mình trời ơi thương dân quá đem gạo ra cho dân còn gạo mất không, tại vì nó không có lưu kiện cái thực mà cái gạo đó, cho nên nó cứ để Hà Lầm múc đế đó đủ rồi. Phải xoay như vậy thì gạo nó không bị mất, và cơ thể mình cũng không có gì khác hết. Nếu mà mình không có chỗ để xả ra mà mình cứ bỏ vô hoài thì nó tới một ngày đó là nó mới làm cho mất.
mà chính cái xơ vữa động mạch, chính cái gan nhiễm mỡ, chính cái men gan cao, là tất cả những cái đó là do cái thằng mà dự trữ quá quá mà không có tiêu được. Thấy chưa? Thành ra là nó làm cho rối loạn cái phần chuyển hóa luôn. Và mình bị mà chữa hoài không hết, uống thuốc không hết. Thấy không? Nhưng mà thử đi, mọi người nhịn ăn cho tôi vậy đi, 4-5 tháng sau đi thử máu lại, cholesterol trong máu cũng hết, gan nhiễm mỡ cũng hết, men gan cũng hết. Tại sao mà hay vậy? Tại vì không hay, đó là do cơ thể mình biết cách để vận chuyển để làm cho đó. Mà cái đặc biệt của cái nhịn ăn buổi sáng rồi đó là nó không làm cho mình bị mất thịt, mà là chỉ tiêu mỡ thôi. Đây, cô này có nhịn ăn chưa? Dạ. Em nhịn ăn chưa? Em nói có. Em mà nó ngừng ngừng cái mặt còn quay với mình mà. Thấy không? Trời ơi, em ơi, cả một bầu trời. Thấy không? Đó, làm cho nó trò gọn lại, cho nó mặn chảnh. Con gái mà đầu thiệt quá không được. Bỏ lại. Và hay của nó là gì biết không? Là nó tiêu mỡ, nó tiêu thịt. Là vì sao biết không? Là khi mình nhịn xong á, là ở trong cơ thể mình tiết ba cái chất mà cần thiết trong chiếc để cứu cơ thể á. Là thứ nhất là mỡ, thứ hai là gì? Là đường, thứ ba là đạm. Nhưng mà nhớ nha, đạm chỉ chứa có 5% thôi, nhưng mà mỡ tới 95% lận. Nhưng mà cái đường mà khi mà vừa dự trữ á, nó một cái đặc biệt cơ thể mình á. Cái đường dự trữ mình không phải là cái loại đường thường, mà tôi hay đặt tên là đường super. Tại cái đường đó nó cứu cơ thể mình, đừng có chóng mặt chóng dáng gì đó. Thành thử là khi mà mình nhịn ăn vậy đó, thì cái thằng đường nó xuất ra, ra là nó mỡ nó đốt hết. Mục đích là đốt mỡ, đốt đạm để cứu cơ thể, nhưng mà vô tình nó đốt mỡ hết. Hay chưa? Và khi nó đốt mỡ xong thì mình nói, trời ơi, tại sao tôi nhịn ăn cả tuần lễ nửa tháng mà tôi thấy mấy cái lọng này là mất nè, mấy cái cục này sao giờ nó không thấy. Thế, nhưng mà thịt không có mất, là vì là mình nhịn ăn đúng cách. Cái điều cấm kỵ trong lúc nhịn ăn ấy, từ 20 giờ tối cho tới 12 giờ trưa là không được dùng bất cứ một cái chất lạ gì vào trong cơ thể mình, ngoại trừ nước lọc. Ok. Thế thì như vậy là mình không có dùng cái khác. Là tại sao biết? Thí dụ như lúc mà tôi dạy bên Tây thì đứa làm vậy nó nhai xì cơm, nó nhịn ăn đến miệng hôi, nó không, miệng hôi đánh răng không đi, đánh răng không đi, một chút xíu muối vô cũng không được, đánh răng với muối cũng được, đánh răng dưới cái kem đánh răng cũng không được, nhai xì cơm không được, uống mật ong không được. Có một cái bà ở Hawaii á, mọc mình dày nè, cái tôi nói bà lên mạng mới coi mà mạng á, nó hướng dẫn uống nước nóng, mật ong, gừng, chanh. Bà nó uống gần cái năm nay xong cái bụng cứ đồng quay. Trời ơi, nó có biết gì, nó cứ đưa ba cái tầm bậy tầm bạ lên, mình cứ theo nghe lời. Vì khi mà mình đã nhịn ăn thì phải ra nhịn ăn. Còn mà mình nhịn ăn một chút xíu đường, chút xíu muối, chút xíu xương gôm, chút xíu sữa, chút xíu mật ong gì đó là cơ thể mình. Tôi bao giờ cũng hay nói cái câu mình nhắc đi nhắc lại, cơ thể mình là một cái cơ thể rất thông minh mà rất là ngu. Nó ngu ở chỗ là gì biết không? Nó thấy mình chút xíu gì đường muối vô, nó nói có diễn trợ rồi, khóa miệng. Nó khóa cái hệ thống dự trữ để chi đi bảo vệ cơ thể. Nó nói giờ khóa liền, bây giờ không có xuất ra nữa, để mà cho cái cơ thể có diễn trợ rồi. Nhưng mà nó phải bị đánh lừa thôi. Do đó mình đã mở cửa cho nó làm việc rồi thì mình không được đưa cái gì đó vô để cho nó bị lạc hướng. Và chính nhờ như vậy mà nó mở cửa tiếp tục, nó đốt. Mọi người hiểu được đó chưa? Nhưng mà buổi trưa đó là đúng 12 giờ là phải ăn. Và ăn thì không có chấp nữa, thoải mái. Hồi xưa tôi nhớ là tôi vẫn còn nhớ cái câu chuyện mà ông Thăng này đi cho tôi lên Hải Phòng. Ăn xong rồi cái con gì mà sao, con con sao đó. Thì thầy ăn xong là hai đệ tử khiêng thầy tại cái chân sưng. Mẹ rồi nói bị cái món đó, Hai Phòng là cái món là dám ngon lắm, phải làm đãi thầy mua một chục con. Nó làm xong là khiêng thầy về luôn. Về tới Hà Nội thầy lên cầu thang thì bò không có đi được nữa, nó sưng chân mà đi không nổi. Nó nhánh như vậy, nó gút, nó kinh khủng vậy đó.
con là có lần tôi đi Nha Trang, tôi ăn con tôm hùm của Nha Trang nó không ngon, nhưng mà nó đạm nhiều, sao biết ăn vô cái xưng chứ đứng được. Còn đi qua tới Hàm Phúc á, thì mấy tụi nó mua cho tôi cái con cua bằng đế á, mà cầm như bữa vậy nè, quốc nửa con. Một đường lễ lớn rồi. Mà tại nó ngon quá, cái miệng mình nó nhút cho nó ngọt gì đâu á. Mà trời ơi, mà chết cũng được, em này không chết mà nó lên. Nhưng mà tôi nói cho mọi người một cái tin mừng á, là khi mà tôi ăn cái kiểu này xong rồi đó, rồi tôi qua tới Hawaii thì mọi người biết Hawaii là cái xứ mà đồ hải sản là tươi rói mà. Buổi tối ấy, thì là phá lại đi ăn cá mà của Nhật Bản ấy, cá tươi không, nó ngồi nó cắt cho mình ăn ha. Rồi ban ngày tôi cũng ăn cua hoàng đế và cua Alaska rồi mà không có bị chút nào, là bởi vì mình có cái vũ khí buổi sáng ấy, là mình nhịn ăn rồi. Nhưng mà khi nhịn ăn của mình nó hay cái chỗ lì biết không, là khi mình nhịn ăn thì mình hút không khí, giống như là tôi nói ban đầu ấy, khi mình ăn mình đói mình giơ tay không thì lấy oxy vô đẩy cái carbonic ra, và trong khi mình đẩy cái carbonic ra thì nó đem axit ra luôn. Do đó là những người bị suy giảm tính mạch chân, bị sưng chân á, rồi những người bị axit mà đau các khớp rồi các thứ á, mà hút không khí mà nhịn ăn á là không còn đau. Mấy đừng không, Sài Gòn là bác sĩ không bao giờ đi học, bởi vì nó học xong y khoa coi như mấy thằng khác ngu hết rồi, nó không có thằng nào thèm học hết. Và một cái điều mà tôi đáng buồn mà tôi nói chuyện tới đây cái hội nghị chăm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tôi sẽ nói chuyện cho mọi người nghe. Tôi vô bệnh viện ngay, bệnh viện thống nhất á, tôi gặp anh giáo sư, tôi nói bây giờ tôi có này tôi hỗ trợ cho các bác sĩ học. Ông nói châu ơi, thôi bớt nhiệt tình lại đi. Bác sĩ nó không học nó đâu. Tôi nói không, tôi ở đây tôi có mấy bác sĩ bệnh viện ấy, có hai đứa nè, tôi dắt hai đứa bác sĩ theo, hai này là học trò tôi với nó. Thôi rồi anh châu ơi, bệnh viện này còn hai, chỉ còn hai đó thôi. Tức là nó học xong rồi, nó làm việc trong nhà nước rồi, nó mong hết giờ để chạy về nhà khám bệnh lấy tiền thôi, còn đừng biểu làm thêm cái khác nữa. Chỉ có rắc rối thôi. Mọi người hiểu không? Thì cái đó làm sao tiến bộ được. Nhưng mà thôi được rồi, bị kiểu đó vậy mà. Rồi hồi nãy là tôi nói cái hốc không khí á, thì tôi để tấm hình này cũng là vui ha, con gọp nó cũng hốc không khí. Còn này là ai? Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Anh có một cái môn mà giỏi thuộc là kinh khủng lắm nè. Là gì? Sư tử hống. Sư tử hống, phải không? Hống lên một cái là nhà cửa nó sập hết. Cho nên là mấy cô này mà cô nào mà có chồng thì cũng tránh mặt Kim Mao Sư Dương, có thằng chồng vậy mà nó hét lên coi như sập nhà sập cửa. Ok. Và cái hốc không khí ấy, thì mọi người ở đây là cái cách hốc một lần ấy, là chúng ta hốc liên tục 30 cái. Và chúng ta hốc như vậy ấy, là một ngày, một buổi sáng ấy, là 3 lần 90 cái là đủ rồi. Nhưng mà ở đây ấy, là cái kinh nghiệm mà tôi đi hốc không khí ấy, là một mình đứng một chỗ hốc không bao giờ được. Tay mình hốc chứ. Chứ là thấy một chút xíu là mình là biến. Thì mọi người chịu khó đi bộ, đi tản bộ, đi từ từ, vừa đi vừa hốc, vừa đi vừa hốc. Nhưng mà một cái điều rất là đáng buồn là cái không khí của mình đây ô nhiễm quá quý vị. Hà Nội cũng ô nhiễm, Sài Gòn cũng ô nhiễm. Bây Sài Gòn ô nhiễm nó còn đỡ chút xíu á, là tại nó có cái thường giờ á, là tối nó gió nó thổi vô nó thổi bớt đi. Còn Hà Nội này là được con cái có nhiều dữ nhiều nó cứ quần quần. Rồi mình có may mắn là những người kiến trúc của mình tài ba đó, nó xây nhà xung quanh cái thành phố, cho nên bây giờ cái Hà Nội là thành cái trụ khối lên không đi đâu được hết, cứ quần quần đây anh em mình tha hồ đấy. Và cái đặc biệt của nó đó là 3 giờ sáng bắt đầu sương xuống, nó lắng xuống, nó đọng xuống, và cái độ độc rất độc, nhiều nhất là 4-5 giờ. Nhưng mà không sao, ở Sài Gòn nó là biến một cách, ở miền Bắc này bà con rất chịu khó hết, cho nên ra ít sạch hơn. Đây nó như xiên răng ra hết hết là răng không khí nào đợi giúp. Ok, cảm ơn quý vị. Và
Cái nữa là chúng ta từ trước nay biết rồi, tức là chúng ta không bao giờ quên trường đá nóng dùng gan. Và mọi người cứ ôm đá suốt đời đi. Tại vì trong cái trường đá thì mọi người thấy rồi, cái công trình nghiên cứu của Sabanov, rồi công trình nghiên cứu của tất cả những cái giáo sư mà lãnh giải Nobel á, của trên thế giới bây giờ, là người ta nói phải dùng cái này, dùng cái sức nóng. Người ta không biết cái vụ trùng đá bằng đá này, mà ta dùng, ta chỉ nói là thermotherapy thôi. Nhưng mà có một cái người ta nói là cái cấu trúc thần kinh mà nó mà muốn tái cấu trúc lại rất là khó, nhưng mà nó có một cái phương pháp có thể cấu trúc lại được. Đó là gì? Phương pháp sốc điện. Thì cái này chính là cái này là sốc điện. Mình dồn ở đây, giờ mình dồn ở đâu? Ở cái đầu mạch chẳng, thì sẽ giúp cho cái máu lên đây và nó tạo cái đó. Bây giờ ngay vừa rồi nó chế ra cái thuốc mà để chữa ung thư, nó gọi là protein sốc nhiệt đó. Thì tôi cũng nghĩ mấy cái thằng này nó lừa ta quá. Thì chẳng qua nó là một phương pháp dùng cái carbotherapy để chữa đó. Thì thay vì mình chờ nó, bây giờ mình chườm đã. Và cái công trình nghiên cứu sau này người ta cho thấy rằng ấy, là những người nào dễ bị mắc ung thư nhất, thân nhiệt thấp dưới 36 độ C. Và thông thường ấy, là những người mà dưới 36 độ C thì là hay bị lạnh, hay ớn lạnh, hay lạnh tay lạnh chân. Ai đi ai bị? Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chúc mừng. Thì trước sau thì anh em có cơ hội được ung thư. May mắn rồi. Nhưng mà nói thì nói gì chứ mình bây giờ có đồ nghề rồi đúng không? Bây giờ mình phải chườm thôi. Và mình chườm đá đó, thì mọi người nhớ là khi mình chườm đá nóng mà vô ăn mình á, thì thường thường là khi chườm này vô á, thì nó nóng bao nhiêu lâu không? Hơn 2 giờ đồng hồ, đá của mình nó nóng lâu vậy đó. Và nó khi nó nóng 2 giờ đồng hồ, là thường thường mình chườm mà nóng đúng á, thì nó ra mồ hôi. Và khi mình chườm nóng xong rồi á, thì nó sẽ lưu giữ cái hơi nóng đó trong cơ thể mình 6 giờ đồng hồ. Cho nên đối với người bình thường, tối đi ngủ chườm đá là đủ rồi, là không có sợ chuyện mà mắc ung thư. Nhưng mà đối với người đã bị ung thư thì cứ 6 giờ đồng hồ chườm đá lại. Ok, cái kinh nghiệm để tôi nói cho cái lớp để mà về sau này, những người bị ung thư thì mình chưa phải chườm đá 6 giờ đồng hồ chườm một lần và chườm liên tục như vậy. Và khi chườm như vậy thì tế bào ung thư không có điều kiện phát triển, tế bào ung thư không có điều kiện di căn nữa. Thì bài học mọi người học hết rồi, thành ra giờ tôi cũng nhắc lại. Ok rồi. Còn cái này á, là chườm đá động mạch chẳng là tại sao nhắc cái chuyện này phải không? Là vì á, là khi một bệnh nhân mà đến để mình chữa cái cuộc sống cổ, điều đầu tiên mọi người nói ngồi đó đi, làm nóng cho chườm động mạch chẳng, cho chườm động mạch cổ để cho máu huyết lưu thông, sau đó mình tác động vô thì cái kết quả tuyệt vời, nhanh hơn thay vì bơm máu, ngồi bơm máu tay chân mất cái tiếng hồ, cái này mình chườm đá xong coi gì xong. Ok rồi. Cái nữa là chúng ta dùng cái nước chili. Cái chili thiệt ra là tên cho nó giờ đây là ớt hiểm thôi. Thì mọi người có thể tự chế ớt hiểm này bằng cách là gì? 200g ớt hiểm, 1 lít rượu nè. Rồi lít rượu mà là rượu tốt đó nha, mà độ cao ha. Thì mình xay nhuyễn nó ra, rồi mình bỏ vô. Và khi mình bỏ vô trong đó mình ngâm á, thì để nó như vậy là khoảng độ chừng 15 ngày thì chiết ra. Tại vì là không để hơn, tại vì để hơn á, thì nó hút ra vô, nó thẩm thấu vô trong mấy cái tế bào của mấy cái này, thành ra là nó mất giá trị. Do đó là mình đúng 15 ngày lấy ra và mình dùng được rồi. Thì cách dùng mọi người đã biết. Và phải nói cái này á, là tôi không ngờ mấy người đau bao tử mà lại uống này là hết. Mấy người đau bao tử, tôi có hầm rò nó bị đau bao tử bị nó uống này hết. Và mấy cái tác dụng mà chữa là viêm phổi mãn tính, ung thư, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, hút lồi về, đó là cái công trình nghiên cứu của khoa học của Đại học Harvard ở Hoa Kỳ. Và họ đã làm cái công trình nghiên cứu này, họ thấy cái kết quả rõ ràng rồi. Thành ra là mọi người yên tâm, nếu mà ngay chúng ta sẽ lên mạng đánh Google, mình đánh cái chili á của cái Harvard, thì chúng ta sẽ thấy cái công trình họ làm rất nghiêm túc về cái này. Và như vậy cái phương pháp này nó cực kỳ dễ làm, dễ thực hiện, mình có thể hướng dẫn cho bệnh nhân làm được như được. Nhưng mà người nào ăn ớt cay không được á thì rất là dễ, chỉ cần một muỗng dầu ua thôi, một muỗng cà phê ớt với muỗng dầu ua mình trộn đều nhau, khi mình ăn vô xong thì mọi chuyện ok hết.
Tôi thì tôi miệng tôi ăn ớt được, cho nên tôi ăn hủ vô ớt, xong tôi phải quất thêm lần miệng ớt, hủ miệng ớt thì mới im, chứ còn nó nóng miệng lắm, không có chịu nổi. Ok, và như vậy á, là tôi nói chuyện này, tôi cười lắm, tôi có thằng bạn, nó nói, nó gặp tôi, nó bị huyết áp, mà mặt bạn nó đỏ lên như nè, lúc nào huyết áp, thế hay, bụng bự vậy nè. Thì lâu quá tôi không gặp nó, tôi lại gặp nó, ủa, sao lúc này mày, tao thấy mày gọn vậy, nó nói, nó uống nước ớt không? Thì hỏi ra thì nó dùng cái nước ớt, mà thằng này nó dùng liều cao lắm. Nhưng mà khi mà nó dùng nước ớt xong thì nó cũng gọn người trở lại, và là mỡ máu, rồi huyết áp đều ổn định hết. Thì tôi cho rằng nếu như trong trường hợp chúng ta kết hợp trong cái vấn đề ngoài cái việc bấm huyệt ra, thì chúng ta nhịn ăn nè, hút không khí nè, dùng đá nóng nè, và dùng kili nè, thì phương pháp chúng ta đã hoàn thiện gần như là 70% rồi, còn 30% kia chưa đấy, bốt tìm là tìm gì nữa. Ok, nhưng mà thấy rõ ràng là dưới cái phương pháp điều trị không dùng thuốc, đơn giản dễ thực hiện mà lại hiệu quả như vậy, chúng ta đừng quên ha. Và đây là cái tác dụng của nó. Và ok, và cũng như tôi nói, bây giờ chúng ta sáng nay nắm được hết rồi, thì đây là những cái cơ vân ở trong cái cơ thể chúng ta, và cụ thể vùng cổ. Do đó là những cái dấu đỏ này á, là những cái dấu hiệu của cơ vân ha. Và chúng ta có cách để bật những cái cơ vân này lên. Và những cái xanh này á, là những cái đau lan tỏa. Thì chúng ta sẽ thấy một cái điều này nè. Có những cái trường hợp mình tôi thấy rất vui lắm. Tức là có những cái người bị, họ nói là bị migraine, tức là đau nửa đầu, thiên đầu thống á, thì chữa bài uống thuốc bài ăn hết ha. Và chỉ đau dịch ở cái nửa này thôi. Cái là cuối cùng mọi người biết không, là khi mà học tới cái này biết rồi, tôi nói ôi sao cái này lạ vậy nè, tôi bật cơ vân cái hết đau ngay lập tức. Và từ đó về sau không có tốn gì thuốc nào mà khỏi. Thì cái này mình không hiểu tại sao mà hay vậy, thấy không? Nhưng mà riêng cái cổ thì chúng ta sẽ học được những cái gì, chúng ta giải quyết được cái cuộc sống cổ, và chúng ta sẽ giúp được cái gì, thiếu máu não nè, ù tai điếc tai nè, rồi rối loạn tiền đình nè. Và ở đây á, là mình sẽ học cái bài rối loạn tiền đình để điều chỉnh cái tiền đình bằng cơ vân. Thì cái đó tôi sẽ chỉ mọi người cái bí quyết đó. Thành ra là cái chuyện mà rối loạn tiền đình giống như cái nãy nào ai báo cáo á, thì mình làm rất là dễ. Mình làm mấy cái động tác xong, mình chỉnh một cái đi đứng không còn sắc mặt nữa. Mà trong khi đó họ phải tốn rất nhiều công sức, tốn rất nhiều tiền, nhiều thuốc men mà không khỏi. Đương nhiên là cuộc sống cổ nó còn chi phối là gì biết không? Mũi nè, mắt nè, tai nè, rồi miệng, rồi đúng. Cho nên là khi mà mình học tới đây rồi, mình sẽ hiểu được một điều là có những cái người á, là thí dụ như bị rối loạn tiền đình. Có cái cô bị rối loạn tiền đình, vô ngồi ở trong lớp á, vừa rồi tôi mới vô đây, thì cô ngồi là cô ối 5-6 lần, cứ chạy ra ối, chạy vô ối. Mà cô nói là bị suốt bao nhiêu lâu rồi, mà bác sĩ cho thuốc uống, nó chẩn đoán đủ thứ. Tôi nói, tôi vô tôi coi xong tôi nói không, bà bị cuộc sống cổ rồi. Tôi nói yên đi ngồi đó, chút xíu tôi điều chỉnh cái cuộc sống cổ xong, vừa điều chỉnh cuộc sống cổ cũng hết ổn rồi. Và bữa nay trước khi ra đây là không có ổn. Tôi điều chỉnh cho thêm lần nữa. Thì để cho thấy rằng là riêng cuộc sống cổ mình nói là chỉ vì cuộc sống cổ thôi, nhưng mà nó giải quyết rất là nhiều trong cái rối loạn tiền đình nè, thiếu máu não nè, thiếu năng tuần hoàn não nè, và ngay cả cái huyết áp, rồi ngay có người ngửi không được đó. Cái lớp học có 5 người ngửi không được, nó bị người ngửi 5 người, 5, 10 năm, 15 năm không ngửi được. Và tối ngủ con nó ỉa, tét đầy mặt hết, cũng nghe mùi thúi, tại vì nó có nghe mùi đâu. Nên thành ra là khi mà tới đó, thì mình nói ủa sao cái mũi bị mất mùi vậy, thì mình hỏi thêm, tức là nó kèm theo những triệu chứng là gì, triệu chứng là tê tai nè. À, rồi cổ gáy rồi các thứ mình nói, rồi được rồi tôi biết rồi, về đưa tay coi, tôi chồng lại tôi sửa lại chút xíu quất cái mặt, giờ gửi cái mũi nghe rồi, nghe lại, ôi sao hay vậy, sao không có gì hay đó. Tại hồi xưa tôi còn nhớ lại cái chuyện mà hồi xưa mình học cái điểm mà để chữa mà mất mùi ở mũi á, ở cổ nè, có cái điểm mình ấn chưa em, nhưng bây giờ không, mình có cách rồi quấn bắt cái văng ra cái bắt đầu nghe gửi tờ liền. Mà nó tốn hàng bao nhiêu tiền mà mất bệnh bao nhiêu năm trời. Do đó là khi mà mình nắm chuẩn cái này rồi thì chỉ có cái cổ không á, là mình đã ăn thiệt rồi. Cho nên tôi nhắc cho mọi người á, là khi mình về chữa bệnh không cần phải làm rất là nhiều, mà chỉ làm một cái cho chuyên, cho giỏi thì mình thành công. Nhất nghệ thì thân binh, tá nghệ thì ăn xin. Đừng có ham làm nhiều,
làm một cái thôi, mà làm cái nào ăn cái đó thì là thành công. Và có một cái câu chuyện mà trước khi tôi chấm dứt cái lớp ấy, tôi nói cho mọi người nghe cái chuyện mà của cái chuyên ấy. Thì ở trên quê tôi ấy, có một cái bà đó, bà chỉ chuyên môn chữa khớp thôi, mà mọi người biết bà chữa bằng gì không? Bằng cái cây mắc cỡ ấy. Mắc cỡ tức là cái cây trinh nữ ấy. Thì sau mổ ấy, thì bà miền Bắc có gọi trinh nữ không? Sau mổ ra thì bà ngày làm ruột, bà chỉ đào rễ đào gốc của mắc cỡ, bà dục lên trên bờ ấy. Rồi cái chiều bà về với cơm, bà bỏ vô bao, bà thấy đúng tuần lễ bà được 7-8 bao, bà bỏ vô cái nồi, cái thùng phi ở miền Nam có cái thùng phi đựng xăng ấy, 200 lít ấy. Rồi bà chặt, bà bỏ vô bà nấu. Như vậy mà bà nấu xong, rồi bà pha chế, rồi rượu, rồi đường, rồi gì đó, ok. Rồi xong cho bà, rồi, xong rồi đó, khúc xong rồi đó. Thế là xuống liền sách chai xỉ, đem lại đổi của bà, và ai uống cũng thấy có hiệu quả. Và bà đó sống cuộc sống, ok, không có vấn đề gì hết. Mà chỉ một cái vị thuốc thôi, không cần phải là nhiều. Em thấy thì như vậy là rất là nhiều người tôi biết là họ chỉ sống có một cái nghề thôi. Ok. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.